Xin chào các bạn, mình là Tuyền, Hyundai Bắc Ninh. Hôm nay đứng trước mặt mình đây, đó là chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu cao cấp màu trắng. Như các bạn đã biết, trong thời gian vừa qua, chiếc xe làm mưa làm gió trên thị trường phân khúc SUV hạng D. Lý do vì sao chiếc xe được ưa chuộng như vậy thì hôm nay mình với các bạn cùng đi tìm hiểu. Trước tiên về tổng quan thì các bạn có thể thấy là hình ảnh chiếc xe hiện lên với một thiết kế cực kỳ là khỏe khoắn, hiện đại và thể thao, và không thiếu phần sang trọng. Đó, đây là chiếc xe lái thử của bên Hyundai Bắc Ninh mình. Các bạn có nhu cầu lái thử và tư vấn mua xe thì có thể là liên hệ với mình qua số điện thoại mình để trên màn hình. Rồi, chúng mình cùng đi vào phần đầu xe. Thì các bạn có thể thấy là phần đầu xe được trang bị cụm đèn, đó là cụm đèn LED kiểu chiếu projector, thêm công nghệ tự động bật tắt khi gặp xe đối diện. Đầu xe được trang bị đó là 4 cảm biến, và với mặt ca lăng mạ chrome bóng to bản, kèm thêm chiếc camera 360 độ. Và phiên bản này thì bên mình lúc đó là chưa được update cái SCC, đó là kiểm soát hành trình chủ động của Santa Fe. Thì hệ thống này được áp dụng, được update lên xe Santa Fe là từ cuối năm 2021. Đó. Về phần la răng thì đây là bản cao cấp, được trang bị la răng là với kích thước là 19 inch. La răng đa chấu đúc rất là khỏe khoắn. Phần gương chiếu hậu ngoài xe thì được trang bị xi nhan tích hợp trên gương, tự động gập gương khi khóa xe và mở gương khi mở xe. Có camera 360 ở vị trí này nhé. Công nghệ hệ thống cảnh báo điểm mù trên gương và tự động hạ gương khi xe về số lùi. Phần tay nắm cửa của xe thì được mạ chrome bóng và tích hợp nút bấm mở khóa cửa. Phần thân xe thì các bạn thấy là những cái đường gân dập nổi dứt khoát, khỏe khoắn, và có hai thanh chrome to bản ở dưới gần bệ bước chân, cho chiếc xe có một hình dáng cực kỳ là khỏe khoắn. Phần đuôi xe thì được trang bị cụm đèn hậu LED vuốt ngược hình chữ Y, có sự liên kết đó là đèn viền đấy, và có dĩ nhiên rồi camera lùi này, tích hợp cam 360 này, và cũng có 4 cảm biến, và cản sau cũng là cản mạ chrome. Đó, chiếc xe thêm phần sang trọng hơn. Và không chần chừ gì nữa thì chúng mình cùng đi đến phần nội thất. Nội thất xe thì các bạn có thể thấy là trước mặt mình đây, nó là nội thất thì với hai tông màu chủ đạo, đó là màu đỏ nâu đỏ cô ngắc và màu đen, thì tạo cho chiếc xe vừa sang trọng và lại vừa khỏe mạnh huyền bí. Mình cùng đèn nổ xe lên nhé. Đấy, các bạn có thể thấy là đây là máy dầu, nhưng mà về độ cách âm động cơ, cách âm vào khoang lái rất chỉ là tốt. Mình cho cái quạt gió là mức nhỏ nhất nhé, các bạn có thể cảm nhận được. Điều hòa thì mát lạnh này, điều hòa chỉnh bảng điều hòa trên cái màn hình này luôn, có hiển thị nhiệt độ. Rồi, thì xe được trang bị công nghệ là nhiều ghế hai vị trí, kèm theo những cái nút phím bấm ở trên táp ly mạ bạc sang trọng. Những cái phím bấm ở bên cạnh đây, ở phần đầu gối người lái thì có phanh tay điện tử này, hệ thống giữ làn, mở cốp thông minh, bật tắt cân bằng điện tử và hệ thống kiểm soát lực kéo. Trên vô lăng xe thì được trang bị vô lăng 4 chấu hiện đại, kèm những phím bấm với nhiều công nghệ, đó là đàm thoại rảnh tay, điều khiển bằng giọng nói, hệ thống hỗ trợ giữ làn, tự chủ động đánh lái và cruise control. Xe được trang bị màn hình giải trí, đó là 12,5 inch, màn hình đa thông tin 12,5 inch. Đấy, mình xi nhan bên trái thì sẽ hiển thị cam bên trái, xi nhan bên phải sẽ hiển thị camera bên phải, rất chi là hiện đại và xịn sò. Đấy, chiếc vô lăng này cũng được tích hợp công nghệ là sưởi vô lăng nhé. Và kèm theo đó trên đây nữa, đó là lẫy chuyển số thể thao,
cần đèn tự động, cần gạt mưa tự động. Đến với màn hình giải trí thì có thể thấy là màn hình giải trí to, sắc nét, với các công nghệ tích hợp trên màn hình đó là hệ thống Google Maps. Và những cái thông tin hiển thị trên màn hình này đó là điều hòa, tốc độ gió, vân vân. Về những cái công nghệ ở trên cái yên ngựa này thì mình có thể giới thiệu qua cho các bạn, đó là hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, cần số dạng nút bấm, bấm cái này như kiểu là mình đánh đàn á. Đó. Đó. Thêm nữa là công nghệ giữ phanh auto hold, sửa vô lăng này, hệ thống hỗ trợ đổ đèo khi các bạn đi xuống đèo dốc, camera 360 độ, camera 360 độ hiển thị trên màn hình. Đó. Hệ thống làm mát ghế lái và ghế phụ. Đó, hệ thống sửa ghế lái và ghế phụ. Kèm theo đó là chiếc xe được trang bị hệ thống lái, đó là bốn chế độ lái theo từng định khác nhau, đó là chế độ lái comfort là êm ái, eco là tiết kiệm nhiên liệu, sport thì là chế độ lái thể thao, khi bạn muốn tăng tốc hoặc là muốn leo dốc. Đó, smart là chế độ lái thông minh. Thì bốn chế độ lái này thì sẽ do cái hệ thống cốt lõi của Hyundai Santa Fe phiên bản cao cấp, chỉ phiên bản cao cấp mới có, đó là hệ thống hatchback. Hatchback là hệ thống gài cầu điện tử của Hyundai, thì cho phép là chiếc xe có thể là chia chia tỷ lệ dẫn động cho cầu trước và cầu sau thông minh để thích hợp với cả địa hình. Đó. Còn riêng phiên bản máy dầu thì đã được trang bị cái terrain này, nó là cái đi thích hợp địa hình, đó là đi địa hình tuyết, địa hình sa mạc và địa hình gồ ghề. Đó. Phần sạc thì mình có sạc không dây chuẩn quy và có USB. Đó, đèn đèn bên trong, đèn nội thất. Phần gương chiếu hậu trong cũng được trang bị gương chiếu hậu chống chói tự động. Và đây một cái cũng khá là hay ho nữa, đó là cửa sổ trời toàn cảnh panorama tích hợp một một phím bấm là chiếc cửa đã trượt ra hết rồi, thao tác rất là nhanh. Đó, mình lại cho lại nhé. Ok. Rồi thì về cái công nghệ của trên xe Santa Fe này nữa thì mình xin giới thiệu thêm, đó là hệ thống Hyundai Smart Sense, đó là hệ thống hỗ trợ người lái thông minh. Thì cái công nghệ này thì bao gồm là có những cái tính năng như sau, đó là tính năng hỗ trợ giữ làn đường này, hỗ trợ đánh lái trả lại làn đường, hỗ trợ cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, tự động phanh khi lùi nhé, và thêm cái hệ thống kiểm soát hành trình tự động SCC là bám theo xe trước và chủ động phanh khi có phương tiện cắt ngang phía trước. Rồi, chúng ta cùng đi tìm hiểu về phần hàng ghế phía sau. Và hàng ghế phía sau thì được gập với lệ là 60-40. Đó, đây mình sẽ gập lại. Mình sẽ ngả cái hàng ghế này thoải hơn để cho mọi người có thể trải nghiệm được cái độ độ ngả của nó. Hàng ghế có độ ngả rất là tốt. Đó, độ ngả rất là tốt. Cho nên là trước khi mà các bạn đi với những hành trình dài ấy, cho ta những cái giờ phút nghỉ ngơi trên chiếc ghế này cực kỳ là thoải mái. À, mình bổ sung thêm, đó là chiếc xe được trang bị hệ thống loa, đó là loa Harman Kardon, loa được sản xuất từ Mỹ và có thương hiệu Mỹ, tạo cảm giác mình nghe âm thanh nó trung thực, nó chuẩn mà nó trong, cực kỳ là trong. À, ngồi ghế sau thì các bạn cũng có thể điều chỉnh được cái hàng ghế phía trước, tại vì là chiếc xe này không đơn thuần nó một chiếc SUV mà nó là kết hợp cả sự êm ái, sự tiện nghi cho ông chủ ngồi hàng ghế phía sau nữa, thưa quý vị. Rồi, cùng đi đến phần cốp điện đằng sau. Thì chiếc xe được trang bị cốp điện thông minh, chống kẹt và có nhớ cốp. Đã, mình xin mở cốp rồi. Đó.
Thì ở đằng sau này thì cũng được trang bị một hàng ghế thứ ba nữa, một hàng ghế bổ sung thêm, mà là xe 5 cộng 2 mà. Đấy, đằng sau xe cũng được trang bị những cái cổng sạc này, điều chỉnh tốc độ gió này. Đó, rất là tiện lợi. Cái cốp này thì là cốp điện thông minh chống kẹt và có nhớ cốp. Về hệ thống động cơ và dẫn động thì chiếc xe Santa Fe này được trang bị động cơ 2.2, động cơ dung tích 2.2 lít turbo tăng áp và dẫn động với hệ thống hộp số tự động 8 cấp liệp kép trên phiên bản máy dầu và 6 cấp AT thường cho phiên bản máy xăng. Thì mình xin báo cái giá niêm yết của xe, thì là hiện tại Santa Fe được phân phối tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản xăng và dầu. Thì phần dầu thì có dầu tiêu chuẩn có giá là 1 tỷ 130 triệu, còn dầu cao cấp có giá là 1 tỷ 340 triệu. Về phần phiên bản xăng thì là được trang bị hai phiên bản cũng là xăng tiêu chuẩn với giá niêm yết là 1 tỷ 030 triệu và xăng cao cấp là 1 tỷ 240 triệu. Thì các bạn có nhu cầu tìm hiểu về chiếc Hyundai Santa Fe và có nhu cầu mua xe thì xin liên hệ với mình là Tuyền Huy Nam Quang Ninh, số điện thoại mình để trên màn hình. Thì rất mong quý vị và các bạn ủng hộ mình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý quan tâm theo dõi. Xin hẹn lại các bạn trong những video tiếp theo. Mình xin cảm ơn.